hôm nay Uniform the Mass Media của ngày hôm nay cô sẽ đến với phần kỹ năng listening, và chắc chắn là các em sẽ được nghe một cái đoạn thoại liên quan đến chủ đề của chúng ta, chính là social media, nhưng mà cụ thể hơn language learning apps, những cái ứng dụng để học ngoại ngôn ngữ, đúng không nào? Thì hãy đến với phần đầu tiên đi, bởi vì cô tin chắc là các em cũng đang rất là tò mò đây, những cái ứng dụng nào chúng ta có thể hỗ trợ cho việc học ngôn ngữ của chúng ta. Chắc chắn là chúng ta có thể áp dụng vào trong phần học ngôn ngữ, học tiếng Anh ở này của chúng ta hàng ngày, đúng không nào? Và đến với phần đầu tiên, ở đây cô có một cái bảng gồm các cái từ vựng, và những các em sẽ là điền những cái phần từ vựng này vào những cái ô trống ở dưới, ok? Và chắc chắn là chúng ta có 3 ý kiến của 3 học sinh. Thì hãy thử, ngoài cái việc điền xong thì các em hãy thử xem thử là các bạn có ý kiến như thế nào nhé. Ok, và hãy cùng cô đến phần đầu tiên nào. Student A, các bạn này nói như nào? I can now talk with my friends and relatives using a free video chat. Và ở đây chúng ta cần điền một danh từ, đúng không nhỉ? Và các em thấy là nó chỉ có thể là từ app rất là phù hợp ở đây. Free video chat app. Và on my favorite social media, I can also... Ở đây các em thấy là liên quan đến videos. Và sau đấy là như thế nào đã rồi mới gửi chúng đi đến cho người khác nhỉ? Đầu tiên là phải record, đúng không nào? Vậy thì record my our videos and send them to other people. I can even use và cái quan trọng nhất nhìn phần sau nhé. Cái mục đích là gì? Tìm ra được cái đường để đến một cái địa điểm mới chẳng hạn. Thì đấy chỉ có thể là GPS app. Thì với phần đầu tiên cô nghĩ là nó rất là đơn giản với các em. Thì khi mà làm những cái bài như thế này, các em cố gắng là gạch bỏ những cái phần những cái từ mà chúng ta đã làm rồi nhé. Thì cái phần còn lại nó sẽ điền vào dễ dàng hơn. Đối với câu tiếp theo, bạn B nói như nào? I got an E and A on my English test last week. I'm so proud because I worked so hard. I don't... Như thế nào nhỉ? Online course. Và cần một tính từ, đúng không? Chúng ta chỉ có một từ phù hợp nhất chính là interactive. Có tương tác, đúng không? Interactive online course taught by an experienced tutor. Và ở phần tiếp theo, I also became a member of an online languages community. A language community where I was able to... Và khi mà đi với từ with thì các em có thể thấy là từ connect nó sẽ có cách dùng đi với từ with mà cô đang nhấn mạnh ở phần vocabulary. Thì trong những cái phần điền từ, nhiều khi là những cái giới từ nó cũng sẽ là một cái gợi ý cho chúng ta điền được vào, đúng không? Và đối với number 6, chúng ta có ask questions and practice speaking via. Và ở đây chúng ta cần phải có một cái danh từ, đúng không? Ở phần sau, các em nhìn vào phần sau đi, video chat. Và khi mà nó nối với nhau bằng từ and thì cái phần cần điền của chúng ta nó cũng phải có một cái chức năng, một cái nghĩa nào đấy nó hơi giống với cái phần sau. Và ở đây nó phải là audio and video chat, rất là phù hợp, đúng không nào? Vậy thì từ còn lại chúng ta chỉ còn từ updates, và sẽ nằm trong ý kiến của student C. I can also post updates on my projects and start an open discussion with my classmates. Okay? Và sau cái phần này thì cô nghĩ là chúng ta đã thấy được một cái công dụng của mạng xã hội trong cuộc sống. Ở đây cụ thể hơn, chúng ta sẽ đến với phần công dụng của mạng xã hội trong việc học ngôn ngữ, và đó là cái ý kiến tập trung của bạn B, đúng không nào? Thì bạn nghe chúng ta hãy thử xem thử là nhân vật của chúng ta, bạn Lan. Ở đây chúng ta có hai nhân vật là bạn Lan và bạn Nam. Thì nhiệm vụ của bài nghe của chúng ta chính là trong các cái câu từ 1 đến 6 này, cái thông tin nào các bạn không nói về nó. Và với cái bài này thì cô nghĩ nó, cái yêu cầu nó hơi khó một chút đây, bởi vì các em cần phải có sự tổng quát thông tin. Các em có thể đọc lướt qua những cái phần này, đọc cho cô những cái phần này, cũng như là bắt cho cô những cái từ vựng ở đấy. Tuy nhiên, đối với những cái câu tổng hợp thông tin như thế này thì chúng ta cần phải cực kỳ tập trung. Và sau đấy lại phát hiện ra cho cô là phần thông tin nào không hề được nhắc đến ở trong bài. Ok, bây giờ đến với phần nghe nhé. Congratulations, Lan. You've got an A on your English test. Thanks, Nam. I should really thank a few social networking sites that helped me to improve my English. Sounds interesting. So how did you improve your English? First,
I registered and created an account with my nickname. Then, I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. I could practice while on the bus, on my way to school, or while jogging in the park. Wow! So you don't play online games anymore? Of course I do, but I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles. Really? I didn't know you were keen on these games. Aren't they boring? Not if you connect and compete with other online gamers. You can also make friends and have fun. Really? But you still need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake. Exactly. Some social networking sites help you to connect with native speakers so you can ask questions or have your writing drafts corrected. Sounds good. I saw that you uploaded some vocabulary and grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them? I used a free program available on my smartphone. I also used the recording feature to collect interesting samples from English TV and radio. Have you also seen my photos on my English blog? Yes, I have. Great photos. Thanks. Ok, và hãy cùng cô đến với phần đáp án đầu tiên nào. Phân tích một chút về phần đoạn hội thoại, các em sẽ thấy. Đầu tiên, bạn Nam nói như thế nào? Ah, you've got an A on your English test. Vậy thì an A on your English test. Chúng ta sẽ thấy là nó có đề cập đến last English test of yours, đúng không nào? Và ở phần tiếp theo các bạn này nói như thế nào? Nói về bạn đề cập đến cái phần social network sites. Và sau đấy nó liên quan đến cái vấn đề gì? Improve English. Và khi mà nhắc đến cái chủ đề này thì bạn Nam sẽ hỏi về cái cách thức how. How do you improve English? Vậy thì cái đoạn tiếp theo bạn La lại nói về cái cách mà bạn ấy đã cải thiện cái khả năng tiếng Anh của mình bằng cái sự giúp đỡ của những cái phần cái trang mạng xã hội như thế nào. Ok. Và tiếp tục nhé. Wow, you don't play online games? Có nhắc đến online game đúng không nào? Because I do, but I focus on. Như vậy là bạn ấy có chơi đấy, nhưng mà bạn ấy lại tập trung hơn ở cái phần chơi những cái trò chơi liên quan đến ngôn ngữ. Vậy thì cái chủ đề tiếp theo các bạn lại tiếp tục nói về cái trò chơi cũng như là cái cách thức mà các cái trò chơi đấy được làm như thế nào để có thể giúp chúng ta học ngôn ngữ. Và đến với phần tiếp theo thì các bạn lại đưa một chủ đề mới, đó là need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake. Exactly. Và ở đây khi mà nhắc đến tutor thì các bạn lại nhắc đến vấn đề gì nhỉ? Connect with native speakers. Và lại tiếp tục nhé. Chúng ta lại nhắc đến cái vấn đề social media sites rồi đúng không? Và khi mà các bạn đấy nói về cái how you create them, làm thế nào để cho bạn Lan có thể tạo ra được cái trang phương tiện xã hội của chính bạn đấy nhỉ? Thì chúng ta lại có là bạn ấy giải thích cái cách đúng không nào? Và ở đây, have you also seen my photos on my English blog? Đã có thấy cái trang blog tiếng Anh của bạn ấy chưa? Và yes, I have great photos. Thanks. Vậy kết thúc đoạn hội thoại này thì chúng ta lại nhắc đến chủ đề cái từ khóa đây là English blog. Vậy thì nhìn cho cô những cái đáp án ở đây. Như vậy là 1, number 1, number 4, 5, 6 nó đều có trong bài đúng không nào? Chúng ta có last English test results, playing online games, chatting online with native speakers. Hay là còn nói là chúng ta có cái cụm từ trong bài là connect with native speakers và writing a blog. Vậy thì chỉ có hai thông tin mà không được nhắc đến, đó chính là Nam's birthday and language learning. Nhưng mà ở đây là course, không phải là ở trên các cái website, mà là course tham dự các khóa học. Thì không đúng, đúng không nào? Nhớ nhá, 2 and 3 chỉ là đáp án không được nhắc đến. Và bây giờ đến với phần tiếp theo, how to learn new words, new vocabulary. Thì chúng ta làm sao để có thể trả lời những cái câu hỏi này nhỉ? Cô vừa phân tích với các em về cái cách mà bạn Lan học cũng như là với câu hỏi thứ hai, why does Lan like playing language game? Tại sao những cái trò chơi ngôn ngữ có thể bạn Lan lại cảm thấy thích như thế? Hoặc là đối với câu how to Lan connect with native speakers of English, bạn Lan đã liên kết được
với những cái người nói chuyện bằng tiếng Anh bản ngữ như thế nào. Hoặc ví dụ như là how did she create her flashcards, làm thế nào để cô ấy có thể tạo ra những cái flashcards để học tiếng Anh. Đó là có cái mặt ở phần trước là chữ tiếng Anh và phần sau là bản nghĩa tiếng Việt chẳng hạn, hoặc ngược lại. Thì ở đây các em sẽ cùng cô trả lời nhé. Number one, she downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go. Vậy thì chúng ta đã có là thứ nhất là download những cái phần mềm học tiếng Anh như thế này ở miễn phí, học tiếng Anh về điện thoại đúng không nào? Và sau đấy bắt đầu học từ vựng. Tiếp tục nhé. Why does Lan like play language game? Tại sao cô ấy lại thích chơi những cái trò chơi về chơi liên quan đến ngôn ngữ nhỉ? Bởi vì như thế nào? Because she wants to improve her English. Cô ấy muốn học cải thiện cái khả năng tiếng Anh của mình. Và how does that connect with native speakers of English? Chúng ta có từ khóa đây social networking sites. Và đối với câu hỏi cuối cùng, how did she create her flashcards? Chúng ta sẽ có là một cái sử dụng cái gì nhỉ? Phần mềm đúng không? She used a free program on her smartphone. Vậy thì cô thấy là những cái câu hỏi này nó đều trả lời cho những cái phần thông tin mà chúng ta đang rất là tò mò ở đây. Đó là các em hoàn toàn có thể sử dụng những cái trang web tiếng Anh online để có thể học tiếng Anh. Và thậm chí là có thể là có một cái gia sư người nước ngoài, người bản xứ để giúp chúng ta cải thiện khả năng nói tiếng Anh nữa. Và đối với cái việc học từ vựng, các em hoàn toàn có thể có sự trợ giúp của những cái trò chơi liên quan đến từ vựng, cũng như là những cái phần mềm giúp các em tạo ra những cái bản nhớ, những cái flashcard để các em có thể học qua những cái flashcard đấy, hoặc thậm chí là có những cái trò chơi lặp lại để các em có thể nhớ từ. Vậy thì với một cái sự phát triển không ngừng của công nghệ thì các em hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cái môi trường học tiếng Anh bằng chính bản thân mình và chỉ với thêm một cái điện thoại hay là một cái máy tính nữa mà thôi đúng không nào? Hãy cố gắng thử nghiên cứu cái phương pháp này nhé. Và cô tin chắc rằng nếu như các em đã chọn học hộ cô thì các em cũng là một người rất là am hiểu về mạng xã hội cũng như là những cái trang web học tiếng Anh đây. Thì cô hy vọng rằng các em hãy cố gắng là làm bài tập đầy đủ trên trang.com để có thể luôn luôn củng cố thêm kiến thức của mình. Goodbye and see you in the next lesson.